Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với video mới nhất của Quốc. Hôm nay Quốc xin giới thiệu với mọi người tông trang điểm mang tên là Đỏ Ấn. Nào mình cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên luôn luôn là kem dưỡng ẩm để làm mềm và mượt bề mặt da. Và đừng quên thoa dưỡng cho vùng môi nhé. Sử dụng kem lót màu cam để làm đồng đều những vùng xám xịt của da. Lấy một ít kem nền ra bảng trộn nền, sau đó dùng cọ tán thật mỏng nhẹ. Khi tán kem nền bằng cọ nền sẽ cho một lớp nền thật mỏng và mịn. Dùng che khuyết điểm màu sáng nhất để khử những vùng tối màu như quầng thâm, khóe mũi và khóe môi. Đồng thời nâng và làm sáng khuôn chân mày. Sử dụng bút highlight để tạo một lớp khói sáng thật ẩm, nhẹ và mỏng mịn. Sử dụng bông hồ lô để tán lớp khói sáng hòa vào lớp nền. Tiếp theo sẽ là bước tạo khối tối. Kẻ sát theo đường xương hàm, xương gò má và hai bên sống mũi. Thêm một chút ở vùng môi và trán. Cuối cùng là sử dụng cọ với độ mạnh vừa phải để tán lớp khối ra. Phủ phấn để cố định lên lớp highlight sáng. Sau đó là dùng phấn khối bronzer để cố định lại đường nét. Chì chân mày với đầu siêu nhỏ vừa định hình được khuôn chân mày, đồng thời dùng để phẩy từng sợi chân mày. Dùng cọ tém mày nhỏ để làm sạch và nâng chân mày. Bước quan trọng nhất trong việc đánh mắt đó chính là việc lót màu mắt trước khi mình trang điểm. Khử màu cũ trong cọ bằng sản phẩm lau cọ khô. Màu đầu tiên sẽ là màu đỏ, màu rực rỡ nhất trong bảng W2. Blend màu lên toàn bộ vùng hốc mắt và mí dưới. Dùng màu vàng nhũ để nâng sáng vùng màu mắt. Tiếp theo đè lên bằng màu nâu đồng. Dùng màu xám đen để nhấn nhẹ vùng đuôi mắt. Cuối cùng cho một ít phấn mắt sáng màu đồng nằm giữa bầu mắt để tạo độ bật. Dùng chì nâu để tạo đường kẻ mắt và kẻ luôn cho vùng mí dưới. Dùng chì đen kẻ mí trong để tạo độ sắc sảo mà vẫn tự nhiên cho đôi mắt. Làm đôi mắt thêm hút hồn bằng lông mi lẻ mã L8. Cuối cùng là chuốt thật kỹ mascara. Sử dụng má hồng màu nâu da cho tông trang điểm này.
thêm một ít phấn mắt sáng để tôn lên đường nét. Hoặc bất cứ nơi nào trên cơ thể mà các bạn muốn. Sử dụng son môi màu cam đất và hồng da, thêm một chút chì nâu vào vùng khóe để tạo độ sắc sảo cho đôi môi. Sử dụng cỏ tém môi để nâng và làm sạch vùng khóe môi. Sau đó nhấn một ít phấn mắt sáng vào vùng khóe môi để tạo độ long lanh cho đôi môi. Cuối cùng sẽ là bước xịt giữ nền để làm mịn và đồng thời kìm thêm dầu. Mọi người thấy tông makeup đỏ ấn này như thế nào? Mọi thắc mắc về sản phẩm và tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với Wood qua Facebook và Instagram nha. Hẹn gặp mọi người vào video sau. Bye bye!